Đây anh em thấy không ạ? Đây. Dòng Kia này đang là một đôi này, dòng Hyundai này đấy, đây này C5 anh em nhá. Và tiếp tục đang chuẩn bị tháo tiếp đây là con 4X Pro 4 đấy anh em thấy không ạ? Xe Mỹ nhá, anh em cứ bảo cơ bắp đúng không, đây này cơ bắp rồi cũng là yếu đuối hết thôi, thấy chưa, lồng vè con nào rồi cũng thì sẽ thôi. Đây con này thì còn đặc trưng hơn, con này là có tận 4 cái lồng vè các anh em ạ. Đây lồng vè đằng trước cũng là nỉ và lồng vè đằng sau cũng là nỉ luôn nhá. Đây còn cái đằng trước đây anh em nhìn thấy không ạ? Đây con này là thê thảm nhất, cái này thì nó đã xẻ xuống rồi. Đây chả thì nó thật ra form dáng thì chả còn cái gì nữa. Đấy anh em cứ bảo là xe của Mỹ cơ bắp này thì nó sẽ chất lượng tốt này, vào thị trường Việt Nam thì thành con gái yếu đuối hết, xệ hết anh em ạ. Anh em mà không xử lý thì nhìn rất là xấu. Đây, còn đây là cái lồng vè mà em đang xử lý. Hóa chất sẽ được quét đến 2 đến 3 lần để đảm bảo cái thẩm hóa chất sẽ thẩm thấu của cái nỉ này cho anh em này. Đây. Và nó sẽ giữ lại form dáng cho anh em để cái form dáng nó sẽ tròn, cua bóp cua như này và để không bị xệ. Và sau khi hóa cứng như thế này rồi thì nó sẽ không ngấm nước nữa anh em nhá. Đảm bảo với anh em là không ngấm nước nữa. Để cho cái lồng vè anh em sẽ được giữ vững và không bị xệ nữa. Với cái gói bảo hành đến tận 5 năm cho anh em sau khi làm xong. Đấy, trong vòng 5 năm nếu có vấn đề gì sập sệ anh em qua bên em sẽ xử lý lại cho anh em hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Còn xử lý cái này ở đâu ạ? Tại Akala Thái Nguyên anh em nhé.